thì hy vọng qua video này Thủy đã mang lại cho bạn những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và các bạn đừng quên like video, like mạnh video và nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.